Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em thấy trên tay mình đây một SD, trông nó có đẹp không? Đây là SD từ Seagate thuộc dòng Barracuda. Đây, anh em có thể nhìn thấy trên vỏ hộp luôn và trên nắp của SD. Thường thì mấy ổ SD sẽ không có kiểu gọi là đơn giản và đẹp này đâu. Mình thấy đây một cách thiết kế tương đối đẹp và đơn giản. Đây, hình anh em thấy đây. Và đây SSD được cái vỏ ngoài là bằng kim loại và nó rất chắc chắn. Cái kiểu mình sờ ấy là nó trải dài, kiểu bo mạch nó trải dài từ đầu đến cuối luôn. Anh em biết vì sao mình kiểu mình đoán được không? Vì đây là một SSD có dung lượng là 1 TB. Mình không nói đùa đâu. Đây là một SSD 1 TB. Đây, anh em có thể nhìn qua vỏ hộp đây, rõ ràng đây là ghi chữ Barracuda 120 SSD mà, thì đáng ra phải 120 GB cơ. Nhưng mà không phải, kiểu lúc mình lần đầu tiên mình sờ vào mình nghĩ đây là một ổ SSD 120 GB, nhưng mà thực tế khi mình đọc lại thì không phải, đây là ổ SSD 1 TB và 120 là giống kiểu tên gọi ổ SSD này thôi. Thì mình sẽ không nhắc đến phần vỏ hộp đâu, bởi vì nó đơn giản lắm, vẻ đẹp nó nằm ở hộp và trên SSD rồi, nó không kiểu nằm ở cách đóng hộp. Cái đóng hộp chỉ đơn giản như cái SSD này đặt vào một cái hộp bình thường và đặt trong cái hộp này chỉ đơn giản thôi. Thì ngoài ra về phần thông số của cái SSD này thì anh em sẽ được bảo hành lên tận 5 năm, cùng với đó tốc độ đọc và ghi lần lượt là 560 MB và 540 MB có thể đạt được nhá. Thường thì một số hãng ấy sẽ để kiểu như này thôi và khi test thực tế thì hiếm khi lên được lắm. Tuy nhiên khi mình test từ ổ SSD này trên phần mềm Crystal DigMax thì hoàn toàn có thể đạt được cái tốc độ như trên vỏ hộp luôn. Đây là một điều mình thấy rất là phù hợp với người dùng. Ngoài ra thì hỗ trợ đầy đủ những cái gì anh em có thể mong muốn thôi. Hỗ trợ Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, hệ chỗ hệ hành Linux. Thì giao thức vẫn là SATA 3 thông thường. Và đây là chip nhớ 3D NAND. Vì thế cái mức giá sản phẩm nó phải rẻ như vậy, chỉ hơn 3 triệu cho 1 TB thôi. Cách đây khoảng độ vài năm ấy, mình mua một ổ SSD. Một chủ SSD nó không phải loại xịn đâu, chỉ rất là bình thường thôi, 120 GB. Nó rơi khoảng là 1,3 triệu mà không phải loại xịn. Bây giờ ấy, nếu như anh em mua cái ổ SSD này cùng loại này nhá, nhưng mà 500 GB thôi, nó chỉ rơi khoảng độ 1,6 triệu. Mới 1,6 triệu mà anh em nhận được khoảng 500 GB SSD bảo hành tận 5 năm và tốc độ đọc và ghi phải nói là hàng gần như là cao nhất rồi. Thì anh em thấy nào, kiểu hoàn toàn hợp lý đúng không? Rồi, thế vậy nhưng anh em suy nghĩ là uầy, 1 TB dùng làm gì, làm sao mà hết được, dùng 120 GB thôi. Nhưng mà vì sao lại có những SSD 1T, thậm chí là lên khoảng 2T, 5T, 6T, có loại 10 TB, tại sao mà nhận SSD như vậy? Thì với SSD thì anh em chắc chắn sẽ làm việc với hiệu suất gọi là cao HDD rồi. Với bộ HDD cũng là Barracuda thông thường này sẽ mức giá rơi vào khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Rơi khoảng độ 900.000, gần 1 triệu dòng cho một ổ cũng đến từ Seagate Barracuda. Tuy nhiên thì với dung lượng cũng 1 TB nhưng mức giá chỉ khoảng gấp 3,5 lần thôi mà tốc độ lại gấp khoảng 5 lần cơ, thì anh em nghĩ ổn không? Hoàn toàn ổn đúng không? Ok. Vậy thì nếu như anh em quan tâm đến những cái sản phẩm đến từ Seagate này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Và bên mình hiện tại thì sẽ hỗ trợ bán hàng online và trả góp 0% anh em nhé. Anh em đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.